Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu giày xanh đen cho bé với hai cái phần quai ngang như thế này. Ở cái phần quai thì mình có trang trí thêm hai cái hình vuông ở đây và có cái phần cài nút ở bên trong như thế này. Mặt sau thì mình có dán một lớp đế xốp ở đây. Dụng cụ gồm có len miêu cô tông. Kim móc mình sử dụng kim móc hai đầu số 4. Kéo cắt len hạt nút dùng để cài cái phần quay lại và đế xốp ở đây mình đã cắt sẵn bây giờ mình sẽ dùng màu nâu nhạt để móc cái phần đế thì ở đây mình đã móc sẵn một mẫu mặt đế dày len như thế này ở clip trước mình có hướng dẫn cho các bạn cách móc mẫu mặt đế này thì mình có để link ở phần mô tả các bạn nhấp vào link tham khảo nha bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn các bạn cách móc hai cái phần quay này thì ở cái phần quai dày mình sử dụng màu đen để móc cái phần quai thì cái màu đen này nó hơi khó thấy cái mũi móc cho nên mình sẽ nói chậm lại để các bạn dễ hiểu nha đây móc cái phần quai này thì ở cái đầu phía bên này nè các bạn chọn cho mình một điểm đây chọn cái chân móc này cho mình đâm kim vào cái chân móc này sau đó đưa kim ngang qua cái phần chân móc đối diện này đây cái chân móc này để mình làm cái phần hở ngón chân ở đây các bạn đánh dấu cho mình cái chân móc bên này đánh dấu lên bây giờ mình sẽ móc cái quai ngang đầu tiên ở cái chân móc này nha thì ở cái mẫu giày này mình có dán một lớp đế xốp cho nên mình sẽ đặt cái mặt trái xuống dưới và mặt phải lên trên các bạn đâm kim vào cái chân móc mà mình đánh dấu đầu tiên á đưa cái sợi len màu đen qua cái chân móc móc và kéo len qua chân móc lên một mũi móc xích và móc vào cái chân móc vừa móc á móc vào đây cho mình đây. Ở đây có hai cái chân móc nè. Các bạn móc vào cái chân ở phía trên cho mình. Đây, móc vào cái chân phía trên này. Móc vào cái chân móc vừa móc á, móc vào đây một mũi móc đơn. Chân móc kế bên cũng móc một mũi móc đơn. Các bạn cũng móc cho mình vào cái chân ở phía trên này. Đây, móc vào chân phía trên một mũi móc đơn. Tương tự chân kế tiếp cũng móc cho mình một mũi móc đơn vào cái chân ở phía trên nha. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Cũng móc cho mình vào cái chân ở phía trên nha. Thì sau khi móc được năm mũi móc đơn như thế này, khi móc các bạn cũng giấu cho mình cái phần len thừa này vào trong mũi móc nè. Đây. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Móc cho mình vào năm chân móc, mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. 1 hai ba bốn và năm thì cái sợi len thừa ở phía dưới nè đây cái sợi len thừa này khi móc các bạn móc luôn cho mình cái sợi len thừa này vào trong mũi móc thì ta chỉ việc cắt len không phải giấu len nhiều tiếp tục móc lên một mũi móc xích quay ngược đầu móc lại móc vào năm chân móc này mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ở các cái hàng móc tiếp theo các bạn cũng móc cho mình tương tự như cái hàng mà mình vừa móc Móc cho mình một sợi dây dài Đến khi cái sợi dây này nó vừa ôm tới cái phần ngón chân của bé như thế này Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc Móc lên một mũi móc xích Quay ngược đầu móc lại và cũng làm tương tự cho mình các cái hàng móc tiếp theo. Thì ở đây mình đã móc lên được 16 hàng móc đơn như thế này. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Bạn cắt cho mình một đoạn len để mình may cái phần này vào cái phần bên đối diện. Thì cái sợi dây này vừa ôm khít cái phần ngón chân của bé. Bây giờ mình sẽ dùng cái sợi len ngắn này nè. Cái sợi len này để may cái phần quai này vào cái phần thân đế các bạn có thể dùng kim móc hoặc là kim khâu len để may cái phần quai này vào cái mặt đế ta đâm kim vào cái chân móc đối diện mà mình đánh dấu ban nãy á đâm kim vào đây sau đó đâm kim vào cái chân móc đầu tiên của cái phần quai nè móc và kéo cái sợi len qua đây kéo cái sợi len qua hai cái chân móc này thì ở cái mặt đế các bạn cũng móc cho mình vào cái chân móc ở phía ngoài này nha đưa cái sợi len lên phía trên đâm kim vào cái chân móc tiếp theo của cái phần mặt đế và chân tiếp theo của cái phần quai sau đó kéo sợi len qua tương tự đưa sợi len lên phía trên đâm kim vào cái chân móc kế tiếp của mặt đế và chân kế tiếp của phần quai kéo sợi len qua chân kế tiếp cũng làm tương tự cũng đâm kim song song vào hai cái chân móc như thế này sau đó móc và kéo len qua chân móc cuối cùng cũng làm tương tự đâm kim qua hai chân móc sau đó kéo lên qua thì ở cái chân móc cuối cùng này các bạn đâm thêm cho mình một lần nữa nhưng mà lần này ta sẽ đâm kim qua cái chân móc luôn qua cái chân móc của mặt đế và cái chân móc của cái phần quai kéo sợi len qua thì ta đã đưa được cái sợi len ra mặt sau của mặt đế như thế này thì ở cái đôi giày này mình có dán đế xốp ở đây đây nên các bạn sẽ giấu cho mình cái sợi len thừa này vào trong các cái mũi móc ở đây nè để khi dán đế vào cái mặt đế len á, thì ta sẽ không có thấy cái mũi móc này cái mũi dấu len này thì ở đây mình đã hoàn thành được một cái phần quai ngang thứ nhất ở đây bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần quai thứ hai thì đây là cái mũi móc cuối cùng của cái quai thứ nhất nè các bạn đếm cho mình một hai, Ta đâm kim vào cái chân móc thứ hai và bắt đầu gây nên cái phần quay ở cái hàng thứ hai này nha. Các bạn đưa cái sợi len ra phía sau cái hàng móc. Móc tương tự như cái hàng đầu tiên á. Móc và kéo len qua chân móc, móc lên một mũi móc xích và móc vào chân móc vừa móc một mũi móc đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn. Các bạn cũng móc cho mình vào cái chân ở phía trên nha. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn khi móc các bạn cũng giấu cái sợi len thừa này vào trong cái mũi móc cho mình móc lên một mũi móc xích quay ngược đầu móc lại móc tiếp cho mình vào năm chân móc mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc sau đó cũng móc tiếp cho mình các cái hàng móc tương tự như cái phần quai thứ nhất này nè cũng móc cho mình lên các cái hàng móc tương tự nhưng mà ở cái phần quai thứ hai này các bạn móc cho mình hơn cái phần quai thứ nhất ba hàng móc móc vào mỗi chân móc một mũi móc đơn móc lên một mũi móc xích quay ngược đầu móc lại móc tiếp các cái hàng móc tiếp theo tương tự thì ở đây mình đã móc lên được 19 hàng móc như thế này cái phần quay sau nó sẽ dài hơn cái phần quay trước ba hàng móc tiếp tục móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len các bạn cũng cắt cho mình một đoạn len dài để may cái phần này vào cái thân đế thì theo như kinh nghiệm của mình á, khi các bạn cắt len xong thì ta sẽ tiến hành may cái phần này trước, trang trí cái phần ô vuông này trước, sau đó các bạn mới may cái này vào cái mặt đế nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn làm cái ô vuông như thế này. Thì ở cái đầu móc của cái quai ngang thứ hai này nè, các bạn đếm vô cho mình 4 hàng móc. Ta sẽ tiến hành móc ở cái hàng móc thứ tư này nha. Ta móc vào cái hàng móc thứ tư này, chừa cho mình 4 cái hàng móc ở đây buốn cái hàng móc này và móc vào cái hàng thứ tư nha các bạn đâm kim vào cái chân móc thứ nhất của cái hàng thứ tư này nè móc và kéo cái sợi len màu nâu qua cái chân móc sau đó móc vào cái chân móc kế bên á móc vào đây cho mình một mũi dời tiếp tục đâm kim lần thứ hai qua chân móc kế bên móc một mũi dời đâm kim lần thứ ba qua chân móc kế tiếp móc một mũi dời đâm kim lần thứ tư qua cái chân móc kế tiếp móc một mũi dời tiếp tục đâm kim lần thứ năm qua chân móc kế tiếp và móc một mũi dời như vậy là ta đã được một đường thẳng như thế này các bạn tiếp tục móc vào cái chân móc ở bên trên á đây cái chân móc ở bên trên của cái hàng tiếp theo này nè móc vào đây một mũi dời tiếp tục đâm kim qua chân móc của cái hàng phía trên móc vào một mũi dời tương tự đâm kim qua chân móc ở phía trên móc một mũi dời và đâm kim tiếp tục vào cái chân móc phía trên móc một mũi dời sau khi đưa cái mũi dời này nè đưa cái mũi móc này lên đến hàng móc thứ tư ở đây hàng móc thứ tư đây thì các bạn tiếp tục quay cái đầu móc lại móc cho mình vào cái chân móc kế bên cái chân móc kế bên của cái hàng móc mình vừa móc á móc vào đây một mũi dời tiếp tục đâm kim vào cái chân móc kế bên móc một mũi dời chân móc kế tiếp cũng móc một mũi dời và chân cuối cùng cũng móc một mũi dời thì ta được một cái hàng chữ u như thế này tiếp tục móc vào cái chân móc kế tiếp của cái hàng phía dưới này nè móc vào một mũi dời chân móc kế tiếp cũng móc một mũi dời kế bên cũng móc một mũi dời và chân móc cuối cùng cũng móc một mũi dời thì ta tạo được một ô vuông như thế này đây ở đây ta vừa ra bốn hàng móc cái ô vuông này nó sẽ nằm trong khoảng bốn hàng móc như thế này các bạn kéo sợi len dài lên và cắt len. Sau đó ta luồn kim từ phía dưới lên, qua cái chân móc này nè, đưa kim nằm chính giữa hai cái chân móc màu nâu này nè. Sau đó kéo cái sợi len thừa ra phía sau hàng móc. Tiến hành giấu cái phần len thừa này vào trong cái mũi móc. Thì ta được một ô vuông hoàn chỉnh như thế này. Thì đối với cái phần quay phía trước á, đây. Ở cái phần quay phía sau ta chưa ra bốn hàng móc thì phần quay phía trước các bạn chưa ra cho mình hai hàng móc và bắt đầu móc vào cái hàng móc thứ hai này nè. Sau đó móc tương tự cho mình cái ô vuông như thế này. Bây giờ mình sẽ may cái phần quay phía sau vào trong cái phần thân đế nha. Thì ở cái phần quay thứ hai này các bạn cũng may tương tự cho mình giống như cái phần quay thứ nhất á. Các bạn cũng bỏ qua cho mình cái chân móc này. Sau đó đếm ngược ra cho mình thêm 5 mũi đâm kim vào đây, đồng thời đâm kim vào cái chân móc đầu tiên của cái phần quai á, đây. Sau đó kéo cái sợi len qua cái hai cái chân móc này. Cái chân móc tiếp theo các bạn may tương tự cho mình giống như cái phần quai thứ nhất á và giấu cái phần len thừa này ra phía sau mũi móc. Thì khi móc cái ô vuông á, cái ô vuông của hàng thứ nhất á nó sẽ thấp hơn cái ô vuông ở hàng thứ hai, hai hàng móc như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn móc cái phần quai ta đâm kim vào cái chân móc ở hàng móc thứ hai của cái phần quay thứ hai á đây đâm kim vào đây đây cái chân móc thứ nhất của hàng thứ hai á móc và kéo len qua chân móc từ cái chân móc này các bạn móc lên cho mình 35 mũi móc xích 2 3 4 5 6 7 8 tiếp tục lên 3 mũi móc xích móc vào chân móc thứ 35 một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các cái chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc các cái mũi kép đơn cho đến cuối hàng, ta đâm kim vào cái chân móc của cái hàng móc thứ tư của cái phần quai này nè cái hàng móc thứ tư á các bạn đâm kim vào đây móc cho mình một mũi dời sau đó kéo và cắt len ta luồn kim từ phía sau cái chân móc mà mình vừa móc á luồn kim từ sau ra trước sau đó kéo cái sợi len thừa ra phía sau mũi móc đây kéo sợi len thừa ra sau sau đó giấu cái phần len thừa này vào trong mũi móc sau khi giấu len xong các bạn may cho mình thêm một hạt nút ở phía bên này đây may cho mình một hạt nút như thế này thì mình đã hoàn thành được một chiếc giày ở phía bên trái như thế này đây đây là chiếc giày ở bên trái thì ở cái chiếc giày bên phải á các bạn móc cho mình cái phần vai á bắt đầu từ cái hàng móc thứ tư từ dưới lên như thế này trái ngược với cái chiếc bên trái là móc từ hàng thứ hai các bạn móc cho mình từ đây móc lên 35 mũi sau đó móc ngược lại cho mình sau đó dùng mũi dời nối vào cái hàng móc thứ hai này nè sau đó giấu lên đây ta được một chiếc giày như thế này thì cái mẫu giày này ta sẽ để phần cài nút ở phía trong để nó không che đi cái ô vuông ở đây, cái ô vuông trang trí ở bên này. Bây giờ mình sẽ tiến hành dùng keo nến dán đế xốp vào mặt đế len như thế này. Thì sau khi dán đế xốp vào trong cái mặt đế giày len á, ta được một cái chiếc giày hoàn chỉnh như thế này. Đây, một đôi giày hoàn chỉnh cài nút phía trong như thế này. Chúc các bạn thành công.